magie thì nó sẽ gây cản trở hấp thu canxi trong cơ thể của mình đó. Khi mà tập luyện á thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn cái lượng magie. Mình đang bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì mình cũng muốn tránh những cái tình trạng là hay bốc quả nè, hay nổi nóng cáo gắt á, thì Hòa rất là thích và rất là mong chờ luôn. Thì mình thấy tình trạng nó đỡ hơn nhiều đó. Nó giúp cho đẹp giấc, có giấc ngủ sâu hơn và ngon giấc hơn, sáng dậy cơ thể không còn mệt mỏi và uể oải nữa. Thì đau lưng nè, cái tâm trạng của mình thay đổi thất thường, mình ngủ không được sâu giấc, cái tình trạng đó nó cải thiện thấy rõ rệt. Đi vào giấc ngủ rất là thoải mái, rất là dễ dàng, ngủ rất là sâu giấc, làm cái triệu chứng căng cơ của mình nó giảm đi rất là nhanh và cải thiện được cái tình trạng khó ngủ và ngủ sâu giấc hơn, và sau khi thức dậy thì không có cảm giác bị uể oải như trước nữa, giấc ngủ ngon hơn, làm việc hiệu quả hơn. Cái mình đi xong ngủ rất là ngon, ngủ là không gầy quá thất mà vẫn không đen luôn, cảm giác ngủ rất ngon và ăn cặn đã qua mình hơn rất nhiều, giấc ngủ rất sâu, tinh thần mình sảng khoái hơn, làm việc tập trung hiệu quả hơn. Giấc ngủ của mình rất là sâu luôn, nằm xuống là ngủ. Giấc ngủ rất là sâu, mình ngủ mạch đến sáng luôn. Cải thiện giấc ngủ sáng hơn. Mình vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng, không có uể oải mệt mỏi, giấc ngủ cực kỳ sâu luôn. Đặt mình xuống là ngủ.